bơ đi. Chén thì cái việc chén không có làm gì nữa. Dạ nấu chicken á, thịt gà chiên sẻ á. Đó thì chicken này thôi. Nên ướp ướp với sẻ rồi. You put the lemon grass and soy sauce and salt, little bit sugar, little bit milk. Oh, some lady. And you get a spoon, you mix it up. So, on the tường, đường với muối, little bit hoisin sauce. Đó, bỏ trộn. Chén mới bỏ kia cho nó còn bình đã nên là để 15 phút á. Bỏ đó đâu đi, bỏ cái miếng này đó đi, hãy có chén thôi rồi chén mới có chén rồi. I just wash the dishes. Để cho đi vợ vậy nha, vợ chén chén. Cái này cái tốt. Chút chén chín lên tới làm một cái chicken salad. Để salad thôi, cái gà với thêm nữa. Thì cái chén to rồi. Make a chicken salad. I mean, make a ham egg salad. Mix it up. Dầu nóng chưa chín lên đâu. Nó trên muối dĩ 3 đồng 4 rồi. Six pieces. Chưa chín lên rồi. Busy. Này nấu chiên lâu các bạn. Chảo này lâu. Take long time fry chicken. Chưa chín này. Cho nó sôi chicken. Dành kiểu salad chưa? Này đã dành nó ghép mùi ơi, chicken vô cái salad rồi. I just bought this one. This is a garden salad.
Mẹ ra nó cắt sẵn rồi mình chia về chỗ thôi. Rồi lấy salad chưa? Mấy chiều lúc xuôi. Cắt xong đổ vô cái này. Ok. Cắt vô được chicken. Ok. Salad. Chicken salad every day. Okay, vào xong mình dùng này đi. Đỡ. Xong các bạn cắt rồi. Ok. Cắt đi nó hết. Mình cắt lại đi. Mushroom rồi, cái mushroom, cái gì đây bắt bằng nấm á, nấm chưa, rồi lửa phải cái mushroom rồi, cái nấm gì, mushroom. Thank you.
nhìn cắt ra coi. Cắt ra mới xuống coi. Này cắt ra không còn nhỏ vậy. Cắt ra tùy thêm lên xem. Phô thêm, này cắt ra. Cắt ra. 1, 2, 3, 4. Ok, cắt cắt luôn. Trên là mình nhà hàng Nam với nơi đâu quốc rồi mấy cần bớt sơn rồi đó sợ quốc cái nước kia trên đi khách xe tiền với quay xe quốc cái nước kia trên cắt dẻo à. Cắt cho nào mình ăn mình lấy ra chỗ. Xin lỗi em. Kêu bằng cái cauliflower. Một cái trắng thôi. Chứ phải broccoli rất là rồi một cái xanh một cái. Mình lấy cái xanh lấy. Chọn cho lắp rồi cái này nó đâu canh gì đâu sợ đâu có lên trên cửa ok rửa sơ liền cắt nhỏ cắt theo cái đường rồi. Nó cãi rồi mình để nó canh vậy đó. Mình cần phút cái súp rồi nè. Có tí cái đứa con cái đó ít quá rồi. Cái salad. Cái salad. Mấy cái súp. Beef súp, pork, chicken, whatever. Đó. Mấy súp rồi. Súp gà đuôi luôn. Chèn bữa rồi. Thì cái này trên nó không có cần đâu kìa. Để nó vô. Còn sức.
củ hành nữa coi, đây là củ hành tây, còn đây trái cà, cà chua, rửa sơ rồi, cái đầu bỏ rồi, đầu mình cắt thôi, trộn salad mình được cắt dài các bạn, như mình cắt lại đi, mình cắt cái gì tròn, cái đẹp, cắt mỏng luôn, như cái tin slice xuống đây thôi. Bỏ vô này cho bự nhỏ hơn thôi. Turkey breast, chúng ta đang có loại honey nè, honey smoked turkey breast. This one tastes good. Honey smoked. Chỗ cũng là nhìn biết sẽ rất là. Đó thôi, nhưng mấy cái salad rồi đi. Ở trên là bồi ép rồi, khách này phun bồi này ít rồi. Xong rồi. Trên đây đi. Đó. Sẽ lắp xong. Chổng lên biết chưa đây.
Mình là dở thôi, mình đã không. Dạ, mình có đây. Tối mình ăn không? Rồi để cái này chơi. Rồi để kho thế. Xin lỗi. I bought this orange from Aldi, $2. Yeah, for good. Cũng rồi, thật ra các bạn, cũng một kem. Okay.
gặp cũng sợ lắm. Để peel nè. Peel here là xé này. Cắt heo. Kéo rửa. Mình chân cắt heo thôi. Ham salad. Mãi chị em đi ghé tiệm cái xe chỗ bảy bán nước đậu ngon quá bà. Kêu là chùm mango á, nước sinh tố á, sòi á, nhưng mà đá thấy good rồi. Và chùm mango có sòi dùng đây thôi. Get some mango juice kind of smoothie but get more ice. Sour.
chết nó chết nó đâu đi chơi chết lộ chết rồi. Resin, nước cái nước cái sốt á, nước chấm á, nước chấm sao đó. Không tìm nữa, rồi trình đôi chế biết rồi. À, chế rồi, ăn như mình chế rồi. À, chế theo ít rồi. Thank you.
auch, ja, ja, ja. Ja. Có tay của gói rồi. Thử mấy con trứng gà. Thấy good. Cái salad này. Thấy good. Salad thôi, ok, thêm salad thôi. Bóc trên gánh làm chicken salad. Bóc thơm từ đây. Này miếng hèm rồi. Xem. Thấy vô. Rồi đây honey hèm. Cái bên này honey turkey. Bóc thơm. Salad thì không hết rồi. Chuyện bóc. Everybody can eat with me, okay? Xanh rồi, okay. Chuyện chứ 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 kịnh lâu rồi chưa chết rồi. Chắc chắn nó bụng ăn sạch nó trước rồi. Sợ hấp rồi nha.
chứng ra rồi nè. Ép rồi. Thế sự quá. Thì đẹp đâu ta đâu thì giờ ăn rồi. Everybody nha. Xin chào everybody. Cái dịp bốc dịch cái phần recipe vô các. Hope you enjoy it. Thêm salad egg của mình. Okay. Easy nó đó thôi. Này dễ làm. Ok bye everybody. Have a nice Sunday okay. Bye everybody.